Xin chào mọi người, mình là cô bé người Tài Seri đây. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại cửa hàng flagship của Leonardo tại 2 Bit đường Cách Mạng Tháng 8, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đúng vào dịp khai trương nên là túi phí phụ kiện được giảm giá tới 60% lần đấy các bạn ơi. Tranh thủ cơ hội này để xem với 1 triệu đồng mình có thể mua sắm được cái gì nhá. Cuối tuần này trời cross ở công viên nước. Này, chất liệu chống thấm, phong dáng xịn sò, lấy luôn. Theo ơi, đúng là giá trị nhá. Đây là phần mềm chắc tay lắm. Lại còn có ngăn kính để ảnh cross nữa này. Việc đôi dép best seller của Leo này. Mình khá là thích những cái thiết kế đơn giản và hút mắt như thế này. Thử nhá. Dọn cái người khai trương thì được tặng thêm sản phẩm của đội tuyển mà. Cái này hả? Ôi, đẹp như máy mà tặng miễn phí hả? Chương trình sale chỉ kéo dài đến hết tuần này thôi. Thế nên là nhanh qua Leonardo sale của mình nhé.